Dạ, Ngọc xin kính chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc. Dạ, hôm nay cả nhà ơi, Ngọc hết ớt rim gia vị rồi, thì bây giờ Ngọc sẽ làm rồi Ngọc chia sẻ đến cả nhà ha. Thì Ngọc có chuẩn bị là ớt nửa ký hôm qua của cái chị người Mã ở sát bên cạnh chị cho, thì nhà chỉ có trồng một vườn ớt luôn. Chị cho thì thôi, thì Ngọc có sẵn có thì thôi Ngọc làm luôn. Và một củ tỏi, nước mắm, bột ngọt với lại đường với muối. Thì bây giờ mình làm nha cả nhà. Để cho muối vào thau nước nha cả nhà ơi. Rồi mình sẽ ngâm cái ớt này, mình rửa. Ngâm đây một chút xíu. Rồi mình sẽ để đây mình ngâm muối một chút xíu rồi mình rửa ha cả nhà. Thì Ngọc có sử dụng một củ tỏi nè. Thì bây giờ mình sẽ lột tỏi ra để xíu nữa mình làm với ớt nha cả nhà. Thì đây Ngọc lột ra được bao nhiêu tỏi đây, một củ tỏi lột ra được nhiêu đây cả nhà ơi. Giờ mình để đây mình đi rửa ớt nha cả nhà. Thì để rút kinh nghiệm lần trước Ngọc làm sa tế á, Ngọc không có mang bao tay á, trời ơi nó cay dữ lắm cả nhà ơi. Bây giờ rút kinh nghiệm rồi phải mang bao tay để rửa ớt mới được, chứ để nó hả nó cay mấy ngày trời luôn, nó nóng nó cay. Ớt của người ta cho nên là nó không có được đẹp cả nhà, nó không có được đỏ nhiều. Giờ cho nhiều quá thì thôi Ngọc là tận dụng Ngọc làm, chứ mình ăn cũng không có hết. Ngọc có chuẩn bị cái nồi nước nè cả nhà, Ngọc sẽ bỏ ớt vào Ngọc luộc. Ớt này nó không có được đỏ cả nhà ơi, nó chín chưa có được nhiều, cho nên là nữa mình làm ra cũng không biết nó sao. Nếu như mà nó đỏ không được như vậy thì mình làm ra cái màu nó đẹp lắm. Thôi kệ đi cả nhà ơi. Thì bây giờ trong thời gian mình luộc ớt thì giờ mình xay tỏi nha cả nhà. Thì tỏi xay nó dày được rồi nè cả nhà ơi, nó không có nhuyễn quá mà nó cũng không có to quá, nó như vậy là vừa rồi thì nè. Cả nhà ơi, ớt Ngọc luộc từ nãy giờ cũng được rồi nè, 10 phút Ngọc luộc ớt. Bây giờ mình sẽ vớt ra cái rổ, mình để cho nó ráo nước nha cả nhà. Thì bây giờ Ngọc sẽ cho dầu ăn vào cái chảo nè, sẽ cho tỏi vào phi nó lên, cho nửa tỏi cả nhà. Thì cái tỏi của mình phi nó hơi vàng vàng như vậy là được rồi nè cả nhà ơi. Bây giờ mình tắt chứ để ngồi nữa nó cháy hay là nó không có ngon, nó đắng đó cả nhà. Cái màu vàng như vậy là được rồi hết cả nhà ơi. Thì cả nhà ơi, ớt nãy giờ của mình nó cũng đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ cắt nó ra, mình moi cái hột nó ra, mình bỏ cái hột nó, mình không lấy cái hột nó nha cả nhà. Đó, mình không lấy cái hột nó, mình chỉ lấy như vậy thôi. Cái hột nó làm vô thì nó cũng không có ngon cả nhà, với lại cái hột nó ăn cũng không có tốt, cho nên là Ngọc sẽ bỏ hết cái hột. Thì bây giờ ớt của Ngọc đã cắt cái ruột bỏ hết rồi, bây giờ Ngọc sẽ bỏ vô cái này để cái cối để Ngọc xay nha cả nhà. Xay nó ra cho nó nhuyễn. Mình sẽ chia nó làm hai lần cả nhà ơi, tại vì cái cối của Ngọc nó nhỏ quá.
Còn tỏi lúc nãy đó cả nhà mình chừa lại miếng đó, mình cho vô ớt mình xay luôn. Ớt này nó cay lắm cho nên là làm phải cẩn thận mới được. Thì bây giờ mình coi bên nó vừa chưa hết cả nhà. Thì Ngọc thấy như vậy là cũng được rồi nè cả nhà ơi. Nó cũng không có nát lắm mà nó cũng không có to lắm. Như vậy là mình sên nó được rồi nè. Giờ mình sẽ sên nó nghe cả nhà. Thì Ngọc có cho cái nồi phi tỏi lúc nãy cả nhà, Ngọc sẽ cho vào dầu ăn. Muỗng ăn cơm này nè Ngọc sẽ cho vào 4 muỗng. Rồi cái ớt lúc nãy mình xay á cả nhà mình sẽ cho vào luôn. Vì mình cho dầu ăn với lại ớt vô một lượt luôn á thì nó sẽ không có bị cay bị nồng á cả nhà, cho nên là Ngọc sẽ cho dầu ăn rồi cái đầu cho ớt vào liền luôn chứ không có phải đợi cho nó nóng hay giò dầu hay gì hết. Rồi cái tỏi mình phi lúc nãy đó mình sẽ cho vào luôn, mình xào cả nhà, mình sên nó chừng nào mà nó mình thấy nó chuyển lại cái màu nó, ớt nó trong đó, là được đó cả nhà. Thì Ngọc có chuẩn bị muối nè, Ngọc sẽ cho vào luôn. Nước mắm, đường, thì mình sẽ sên đến khi nào mà cái ớt của mình nó sánh lại, nó kẹo lại là được đó cả nhà. Bột ngọt thì Ngọc sẽ để vào nó khi nào mình tắt bếp. Mình làm với cái cách này thì ăn được rất là lâu nha cả nhà, tại vì ớt mình đã luộc lên rồi, nó đã chín rồi, cho nên rồi mình sẽ sên lại như thế này thì ăn được rất là lâu và ngon lắm cả nhà ơi. Món này mình ăn với xoài, với cóc, với ỏi, nói chung là những cái thức trái cây mà chua đó là ăn rất là ngon, tại vì mình đã nêm nếm gia vị nó vừa đủ, nó vừa ăn luôn rồi, ngon lắm cả nhà. Thì cả nhà ơi, ớt rim gia vị của Ngọc nãy giờ Ngọc rim thì nó cũng sắp được rồi, một tí xíu nữa là nó sẽ được rồi, tại vì bây giờ nó đã cạn cạn nước rồi nè đó. Bây giờ mình sẽ rim thêm một tí nữa nó trong cái miếng ớt, nó trong quắt lên là sẽ được đó cả nhà. Khi nào mà rim mà mình kéo cái giá của mình như vậy mà ớt nó không có chạy ra chính giữa là ok đó cả nhà, là được đó. Thì bây giờ Ngọc cũng để lửa nhỏ lại luôn rồi đó cả nhà ơi, ngon lắm cả nhà, thơm cực kỳ luôn, thèm cóc nè, thèm ổi nè ngon lắm. Thì bây giờ nó cũng sắp xong rồi cả nhà ơi, mình sẽ cho cái bột ngọt nè, lúc nãy Ngọc có chuẩn bị bột ngọt á, bây giờ mình cho vào rồi mình trộn đều nó lên, xong rồi mình sẽ nhắc xuống, quá ngon luôn cả nhà ơi, ngon lắm đó. Nó nặng nặng tay như vậy là được rồi nè cả nhà ơi, là xong rồi nè, ngon lắm cả nhà. Bây giờ mình tắt bếp mình đem xuống nghe cả nhà, nêm thử một miếng coi nó như thế nào, ngon không? Rất là ngon cả nhà ơi. Thì cả nhà ơi, xong rồi Ngọc sẽ múc ra cho cả nhà mình xem, rất là ngon luôn nha cả nhà, ngon lắm, nó dẻo ngoẹo như vậy là ngon lắm luôn nè cả nhà ơi.
Thì Ngọc cũng có chuẩn bị cái keo nè. Bây giờ mình sẽ cho vào cái keo này Ngọc đã xúc rửa rồi phơi nắng rồi sạch sẽ rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho vào cái keo này nè. Dùng keo sành á, thì mình cho nóng vô luôn cũng được, không có vấn đề gì nha cả nhà. Rất là ngon cả nhà ơi. Để được rất là lâu nha cả nhà. Cái món ớt ghim gia vị này rất là ngon cả nhà ơi, mình ăn cái gì cũng được hết. Ngọc có thể là Ngọc lấy ra Ngọc ăn với cơm cũng ngon, ngon lắm cả nhà, vừa ăn luôn, ngon lắm, ăn cóc ổi xoài cái gì cũng ngon hết. Thôi thì cả nhà ơi, món ớt ghim gia vị của Ngọc đến đây cũng đã xong rồi. Ngọc xin khép lại video tại đây nha. Chúc cả nhà xem video của Ngọc vui vẻ nha. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.